các bạn. Hôm nay tiết già xin chia sẻ một chủ đề nói về ngàn lần xin lỗi người ơi đừng buồn. Tiết già xin chia sẻ chủ đề này để gửi đến tất cả các bạn nào mà yếu mềm nè, giống như là hả chưa có hiểu rõ những cái chuyện đời, cái sự đời trải qua đây là kinh nghiệm về cái vấn đề mà hạ đạo đời, nó phải hả coi như là à, xong tu thì mình ha, giữ vững mới lập trường trên cái con đường mà ha, tiếp tục để mình sống trên cái cõi ta bà này nó rất là khó tại sao cái chủ đề ngàn lần xin lỗi người ơi đừng buồn thì á tiết già để cái chủ đề này nhìn cho nó vui vui thôi chứ thật ra là người tu hành á tuy đời sống đạm bạc nhưng họ rất nguyên tắc nha các bạn giữ đúng đạo hạnh con người họ không bao giờ mà giống như hạ mình với chuyện tình cảm mà gọi là ven đường. Đó, những cái tình cảm ven đường, những cái tình cảm mà nó bình thường, những cái tình cảm mà nó giống như là hả nó không có đáng về đâu mà tại sao mà gọi là ven đường? thì vì làm người phải có khí phách kiên cường, phải nhìn nhận ra những cái sự tình cảm ven đường, những cái tình cảm đó không thể nào bền được thì gọi là ngoài đường ven đường mặc dù tình cảm đó có cái sự cưới hỏi có cái sự à, giống như là đã có con cái đã có đám cưới rồi nhưng mà tại vì về chung sống nó lòi ra hai cái chữ tình cảm ven đường cho nên nhiều khi mình cứ dựa vào trời ơi đám cưới tôi lớn dữ lắm À, đi cưới tôi coi như là hả đủ mâm đủ lễ mà tại sao về mà hả sống mà hả nó không có được mà hạnh phúc thì đây là những cái tình cảm ven đường mà họ chưa được có trọn vẹn cho nên hả họ không bao giờ mà họ mang lại cái sự hạnh phúc cho mình hết thì giống như là ngàn lần xin lỗi người ơi đừng buồn nói thật với các bạn ai dướng vô cái chuyện tình cảm này á là những người nào mà đã trải qua rồi đó hen ai cũng hiểu hết á nó xin lỗi một ngàn lần luôn nó lại một trăm lần luôn rồi nó lại xong rồi nó cũng vậy rồi nó lại nữa nó lại hoài luôn à các bạn cho nên tiết già chia sẻ để các bạn mạnh mẽ lên chứ để hả coi như là hả các bạn không mạnh mẽ các bạn nghĩ rằng trời ơi nó lại tôi dữ lắm á chắc chắn rằng là nó sẽ giống như hạnh phúc nó thật với các bạn nha tiết già cũng đừng từng trải qua cái vấn đề trước khi ly dị rồi ông xã tiếp già cũng vậy nữa quỳ xuống nha các bạn quỳ xuống chấp hai tay lại lại mà nói tiếng nhật á kêu đừng có ly dị tôi đã lỡ rồi à, tha tội đi thì bắt đầu mình tha tội xong tưởng sao vài năm sau một năm sau cũng hơi lâu lâu là bắt đầu hả tiếp tục coi như là hả cũng hả làm những cái chuyện tái lại nữa thì đây là hạ dấu hiệu gọi là tình cảm ven đường tình cảm này không có trong trái tim của chúng ta cho nên chúng ta phải vững chắc mà hả giống như là cứng rắn mới có thể mà hạ ra khỏi được nhiều khi các bạn còn trẻ các bạn yếu mềm các bạn nghĩ rằng lại lục xin lỗi vậy đó là coi như là sẽ thay đổi nha không có đâu không bao giờ thay đổi được chỉ có những người người ta tu hành nguyên tắc người ta giữ nguyên tắc chứ không ai mà thay đổi bao giờ được hết đó các bạn cho nên hả các bạn thấy không những gì mà nó xin lỗi nó năn nỉ rồi xong á rồi mình quay lại là bắt đầu rồi nè là bắt đầu lên bàn thờ hết mấy vụ rồi đó các bạn thấy không nó quay lại cái nó tức giận nó hờn ghen nó hờn mát nó đánh đập nó hành hạ tiếp tục nữa rồi cuối cùng coi như hả nó nói nó ghen tuông nó nó làm cho mình hả giống như là hạ bực bội trong người cho hai đứa coi như là hạ người cãi qua cãi lại, hai vợ chồng là coi như là đi đến cái chuyện gì? Cái chuyện mà gọi là sát thương đó các bạn. Cho nên tiếng Già chia sẻ để cho tất cả các bạn trẻ phải nhìn nhận rõ ràng nha. Chứ đừng bao giờ để dướng vô cái câu mà ngàn lần xin lỗi người ơi đừng buồn là không bao giờ có hạnh phúc đâu các bạn. Đã coi như là quỳ xuống xin lỗi rồi là cái người này không còn xài được tiết giặc khẳng định luôn bởi vì sao tiết giả đã học tất cả trong những nhân tướng học và tâm linh phật pháp rồi họ xin lỗi lại mình không thành công là họ quay lại họ văn tục họ chửi rủa mình liền luôn không phải một vụ mà mấy trăm vụ luôn chứ không phải là bao nhiêu mà mà một hai cái phi vụ rồi các bạn rất rất nhiều nhiều cái cái phi vụ giống y chang vậy đó Tại vì nói chung là những người này là thuộc về cái gọi là hạ sách rồi Cho nên không có sách vở nào mà còn diễn tả nổi cái người này hết á Cái người mà thường thường á mà quỳ xuống lại mình á là cái người này á là thường thường là người ta hả không có cũng như là người ta dùng một cái nhục kế đó các bạn nhục kế để cũng như là người ta chiếm đoạt mình chứ người ta không dùng bằng cái sự coi như là hả giống như là kiên cường mà khí phách kiên cường của những người mà hả đúng nghĩa đúng tình cho nên mình phải nhận xét cho nó rõ ràng nha tiết già cũng bị trong cuộc đời xảy ra rồi quỳ lại gì đó mà tới hồi mà mình nói tiếng ly vậy thật sự kêu cảnh sát bắt mình đó các bạn đó các bạn thấy không nó để bắt đầu hả kêu cảnh sát bắt mình nói mình là giống như qua đây là không có giấy tờ rồi à, nói chung là đủ thứ chuyện xảy ra hết trơn nhưng mà tiết già đã đầy đủ giấy tờ cho nên mới ngồi tới ngày hôm nay đó các bạn đó các bạn phải cẩn thận với những cái người này tại vì á, thường thường á là nếu như á, cái người mà giống như người ta hả đúng nghĩa đúng tình mà hả coi như người ta khí phách kiên cường á là những người thường thường là như vậy nè lại cha lại mẹ lại trời lại phật nó tại sao cha mẹ không lại trời phật không lại mà lại những cái bóng hồng ven đường lại những cái tình cảm vô lý lại những cái chuyện tình yêu nó không có ra gì hết luôn tình cảm nó đã sức mẻ rồi nó đã không vung vén được trong một gia đình rồi mà còn lại với lục gì nữa Vậy mà nhiều bạn cũng yếu mềm để quay ngược trở lại để cho đến ngày mà lên bàn thờ thì các bạn mới chịu tại vì nó nhiều nó xảy ra coi như rất là nhiều trên cái cõi ta bà của cái kỳ ba này cho nên tiết già mới chia sẻ chứ hồi xưa thì nó cũng hơi ít ít chút đúng không các bạn càng ngày các bạn sẽ thấy càng nhiều nè ngàn lần xin lỗi người ơi đừng buồn nó ra rất là nhiều tại vì cái kỳ này là cái kỳ đại ân xá cho tất cả chúng sanh lên cái cõi ta bà này để coi như là hạ tiến quá nhưng mà tại vì lên đây mê vật chất trần gian quá cho nên cái sự tiến quá nó không có được mà hạ học cái con đường đạo đức thì cái này nó đi thụt lùi trở lại tức là nó đi ngược lại quá đẳng quá xanh thì con người này là coi như là không bao giờ có cái kiếp lai sinh có được thân người như các bạn những người mà đã gây nghiệp ác rồi là chắc chắn một trăm phần trăm luôn chứ không phải mà chín phần trăm đã hạ sát hạ tay rồi thì bây giờ coi như cái người này á nếu mà ở dương trần thì người ta hả coi về cái đời thì người ta cũng hả bị ngục, ngục tù coi như là hả những cái án treo của người ta rồi án tử hình án tất cả những gì đúng không cái đó là bên đời rồi mình nghĩ rằng là bên đời chắc có lẽ là khi mà cái án chung thân như vậy hay là tử hình như vậy mình nghĩ chắc xong rồi nha, không có xong đâu. Khi thoát xác rồi sẽ biết. Coi như là quỷ sứ nó đến nó dắt đi nó hành hạ coi như là hả cái cuộc đời mà gọi là không bao giờ có ngày trở lại trần gian đâu các bạn rất là khổ đau. Cho nên tiết già chia sẻ không phải để chỉ trích ai hay là coi như là nói xấu ai mà hả, lòng mong mỏi nếu ai đó có một cái sự gì đó mà giận dữ hay là quốc ức hay là hận thù thì nên á coi như là tìm cái sự mà thiện lành đi một người sống tốt thiện lành thông minh trí tệ thì hả hàng ngàn coi như người mơ ước để người ta đến với mình đúng không các bạn cần gì phải đi lại cái người lại là cái người xã hội không còn ai mà người ta thích nữa nó quá là nó hạ cấp hạ đẳng rồi mà các bạn đi chấp nhận cái người mà nó lại lục các bạn các bạn nghĩ rằng á là cái người này chắc nó lại tôi á là coi như chắc nó sợ tôi dữ lắm nếu như cái người này á họ chịu đứng lên và lại cha lại mẹ của các bạn lại ông lại bà của các bạn lại tổ tiên của các bạn lại trời lại phật thì đúng là cái người này mới là cái người chánh nghĩa cái người mà gọi là thánh thiện nha các bạn phải phân tích rõ ràng đó tiết già coi như là chẳng những mà tiết già hạ nhìn cái người này á là tiết già biết trong cái lòng bàn tay người đó có đường chỉ tay gì luôn nữa đó các bạn trong lòng bàn tay của những người hạ sách hạ đẳng hạ cấp như thế này là coi như là đa số là cái gò một tinh không bao giờ mà đầy tròn cao hết cái gò một tinh thường thường là nó hẹp hoặc là những cái đường mà hạ mạng đạo nó rất là mỏng manh. Đường trí đạo cũng vậy, nó sẽ coi như là như một cái nón lá. Đường tâm đạo coi như là nó rất là cao vút luôn. Đa số nha những cái dấu hiệu nè, đa số những cái đường tâm đạo nó chĩa thẳng lên cái gò một tinh luôn. Một người này á cái con người á trong cái trí não á của người này á người ta cao vọng người ta mơ mộng rất là cao cho nên cái đường tâm đạo nó mới đi thẳng nó đâm thẳng vô cái gò mọc tinh là đây là lúc nào người ta cũng mơ đến cái ghế cao chức vụ mà trong khi người ta không có được cái gò mọc tinh no tròn làm sao trụ được cái ghế cao chức vụ thì người này không bao giờ mà thi cử mà giống như lên chức hay tất cả cái gì được hết luôn các bạn tại vì tất cả trong chúng ta phải có cái sự thiện lành thì mới có phước chứ cái người mà nó ác độc như vậy làm sao có phước đã hành hạ người ta đã đánh đập người ta rồi người ta sống không có được rồi mà không chịu để cho người ta đi nữa muốn tiếp tục để hành hạ người ta mà không biết làm gì thôi quỳ lại xuống đi để kéo níu tình cảm lại hả coi như là để cũng như là gian díu tình cảm trở lại mà hả lại lục trở lại đó các bạn thấy không nếu như cái người thượng thẳng trí thức có cái người thượng thẳng trí thức nào mà quỳ lại các bạn không không có một người thượng thẳng trí thức rồi biết bao nhiêu người ta đeo đuổi mà còn chưa được nữa những người mà hả tỷ phú những người mà tài hoa tất cả những gì các bạn thấy không là mình hả coi như là giỏi theo mà ngó mắt người ta trên những cái sân khấu mà gọi là rất là cao mình ngồi dưới này là mình ngước lên về nhìn nè chưa chắc mà mình được gặp nói chuyện người ta với người ta nữa đúng không các bạn đó là cái những người người ta thượng thận trí thức còn những người mà tại sao cái việc làm mà hả cao cả người ta không làm mà người ta thích làm bò rạc sát đất mà các bạn lại nghĩ rằng Sai lầm cái chỗ này các bạn nghĩ chỗ nó lại tôi dễ sợ luôn, chắc nó yêu tôi dữ lắm. Đó các bạn thấy không? Đó những những bạn mà yếu mềm là là tiết già chia sẻ hôm nay là phải rút kinh nghiệm nha. Cái người mà nó tốt lành, nó thánh thiện, nó cao cả, không có cái người nào mà nó hạ mình mà nó lại mình hết đó các bạn. Cái người này người ta ha cũng như là những người tỷ phú những người giàu sang những người trí thức á là luôn luôn người ta đọc sách qua những cái nhân tướng học đạo làm người đạo làm người người ta lại cha lại mẹ lại ông lại bà ở đâu ra mà lại những cái chuyện mà nó ven đường những cái tình cảm mà nó không ra gì tại sao tiết già nói là ven đường mà hả tình cảm không ra gì mặc dù hai người đã có giấy kết hôn đã vợ chồng sống chung với nhau rồi không vung vén tình cảm hạnh phúc là, tràn đầy thì có phải là cái tình cảm nó gọi là lề đường bên đường ven đường không đây là cái tình cảm nó sắp sửa nó trút hết những cái ly nước mà gọi là hạ cạn đầy nó trút rồi nó ngã ly nó nghiêng ngã rồi rồi làm sao mà cái tình cảm này nó tràn đầy được mặc dù trên giấy tờ á coi như nó nó đã ký tên rằng là giống như là vợ chồng rồi nhưng mà trong lòng nó có vợ chồng không các bạn thì đây là những cái tình cảm cạn ly rồi nó dùng cái từ này nó đúng hơn nó tiết già chia sẻ tại vì nó càng nhiều nó càng xảy ra những cái chuyện mà nó lâm ly bi đát á tiết già cũng đã từng giống như các bạn rồi từng chạy trốn như các bạn rồi nó cũng quỳ lại vậy đó ngang tại đất nhật luôn đó các bạn mà mình hả chạy trốn ra khỏi cái nó kêu cảnh sát nó bắt mình đó các bạn thấy không nếu như trường hợp mà nó quỳ lại như vậy nó hả tốt làm ngàn lần xin lỗi người ơi đừng buồn thì hôm nay mình đi ra rồi Thì luôn luôn nó đi tìm kiếm mình để nó lại tiếp đi Không có lại tiếp đâu các bạn tìm mình để làm chi Kêu cảnh sát bắt mình nè Rồi nó văn tục nè rồi nó chửi mình nó hại mình nó làm đủ kiểu đó các bạn Tự vì cái người này là cái người gọi là trong xã hội Rất là thấp nha các bạn Mình không có thể nào mà mình hãy tiếp tục nữa tiếp tục nữa là coi như cái cuộc đời mình nó lên bàn thờ đó các bạn thấy hệ tất cả những cái vụ vừa qua là lên bàn thờ bỏ lại năm đứa con đó tất cả những gì nó xảy ra trên trần gian là cũng do cái thời mà kiếp cái thời coi như là hạ quân cuối này đã hả không còn mà để cho tất cả chúng sanh mà để hiểu được cái con đường đạo lý thì nó ngã rẽ sang cái con đường ác nghiệp thôi thì nếu như ha, tất cả chúng ta mà nếu ngã qua cái con đường gì cái con đường thẳng tắp đến con đường đạo thì chúng ta có cái tâm phật thì chúng ta luôn luôn nhìn một cái hướng nó phải soi sáng tốt đẹp thì nó không bao giờ có cái chuyện gì mà nó xảy ra đúng không các bạn tiết già cũng xin kính chúc tất cả các bạn phải tránh nha tránh cái chữ ngàn lần xin lỗi người ơi đừng buồn nha coi chừng bị sụp hầm đó các bạn video tiết già chia sẻ đến đây kết thúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo